Thưa quý vị và các bạn, cần chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đi đôi với đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng và đưa giáo trình giảng dạy văn hóa Huế vào chương trình học. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ trong buổi kiểm tra cơ sở vật chất ở một số cơ sở giáo dục trước thêm năm học mới trong sáng nay ngày 31 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm và kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn thành phố và thị xã Hương Trà. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường học. Mặc dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của thầy và trò, cơ sở vật chất các trường học cơ bản đảm bảo, khuôn viên trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và các ban ngành địa phương liên quan cần ra soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của các cơ sở giáo dục để sớm có phương án đầu tư khắc phục, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh thêm, giáo dục nhân cách phải luôn song hành với giáo dục tri thức, phải rèn luyện cho các em có ý thức, tính tự giác về lối sống ngay từ độ tuổi nhỏ nhất, hoàn thiện kỹ năng sống, chú trọng giáo dục kỹ năng tiếng Anh, công nghệ thông tin, xây dựng giáo án về văn hóa Huế vào lớp học. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị năm học mới ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, đẩy mạnh xây dựng trường học kiểu mẫu, lớp học kiểu mẫu, trường học xanh, trường học thông minh, trường học hạnh phúc. Được biết, năm học 2019-2020, toàn ngành được đầu tư 105 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất tại các trường học. Trong đó chủ yếu là đầu tư sửa chữa, xây dựng trường, lớp học và các hạng mục sân, tường rào, công trình vệ sinh cho các trường học trên địa bàn.